Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Thì trên đường từ Cồn Mỹ Phước về đất liền, nên Cảm nhận cuộc sống sẽ quay lại một đoạn video cho quý vị xem chơi cho vui. Thì dùng cái bàn bên đi, khỏi làm gì. Giờ mình sẽ đi ra phà nha quý vị, ra phà để mình về đất liền. Thì đây là bà con này quý vị, ba bên cùng Mỹ Phước chơi. Thì bây giờ cũng về đất liền, cùng chung với Cảm nhận cuộc sống luôn. Đang đợi phà để mình lên phà đi về. Khi bị mất trộm tài sản, cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất nhằm giúp cho các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm lại tài sản cho người dân và các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự luôn trong khu vực. Xin kính chúc bà con đến với lễ hội sông nước miệt vườn năm 2023 tại cồn Mỹ Phước được vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Xin trân trọng kính chào. Giờ này thì cũng còn rất đông bà con ở đất liền đó quý vị, đi qua bên cồn Mỹ Phước. Đông vui quá luôn nè quý vị. Rồi thì bây giờ hết du khách lên phà để về đất liền rồi. Phà chuẩn bị rời bến nha quý vị.
Rồi, phà chuẩn bị cập vô bến để đi lên đất liền nha quý vị. Cảm nhận cuộc sống gửi xe ngay đầu bến phà này luôn nha quý vị. Nên bây giờ lên lấy xe để đi về Sóc Trăng. Rồi, vậy là cảm nhận cuộc sống đã quay một đoạn video từ ở bên cục Mỹ Phước về đất liền. Thì bây giờ cảm nhận cuộc sống xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp cảm nhận cuộc sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye.